Trong liên tiếp những ngày gần đây, không khí vui tươi đã tràn ngập nhiều miền quê như Hải Hưng, Hải Quy của huyện Hải Lăng khi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các địa phương được đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến hết tháng 4 năm nay, huyện Hải Lăng có 11 trên 15 xã về đích nông thôn mới. Đây là một kết quả phấn khởi đối với vùng quê vốn được mệnh danh là vùng rốn lũ với nhiều khó khăn ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng và đời sống của người dân. Nhưng chính đức tính cần cù, chịu khó cùng ý thức xây dựng quê hương giàu mạnh của người dân Hải Lăng đã bắt nhịp được với chủ trương xây dựng nông thôn mới của cả nước. Thì so với những năm trước đây, nông thôn bây giờ là đổi mới. Nó đổi mới từ nhận thức của bà con đến cái hình ảnh bên ngoài của toàn xã hội. Cụ thể đó là điện, đường, trường, trạm nay đã đầy đủ. Bê tông hóa đã đến tận nội đồng của bà con. Điện thắp sáng đường quê đã đến từng ngõ xóm, các nhà văn hóa của các thôn không những là nơi sinh hoạt tinh thần cho bà con trong những cái ngày mùa làm mùa vàng mà cả phải nói rằng cái sự đổi mới trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới đã để lại một cái sự phấn khởi, niềm tin vào cái sự đổi thay của quê hương đất nước. Không chỉ là một miền quê đang trên đà hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới của tỉnh Quảng Trị vào năm 2025, đây còn là địa phương có năng suất lúa luôn đạt cao nhất toàn tỉnh Quảng Trị. Với tổng diện tích lúa hai vụ hơn 13.500 ha, trong đó lúa chất lượng cao là hơn 8.000 ha. Nhờ mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất lúa của huyện Hải Lăng đạt trung bình gần 62 tạ trên 1 ha. Riêng năm nay, vụ lúa đông xuân của huyện được dự báo tiếp tục là một mùa vàng bội thu. Điểm nhấn đáng kể đó là sự chuyển đổi trong ý thức của người dân huyện Hải Lăng, cùng với đó là sự chỉ đạo mạnh mẽ từ các cấp ủy, chính quyền. Chúng tôi là xác định có những cái giải pháp. Thứ nhất là về sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là lúa, chúng tôi chọn là thứ nhất là chọn cái bộ giống đạt phẩm cấp và chất lượng để sản xuất và nhân rộng. Thứ hai trong vấn đề này là chúng tôi chú ý đến khâu sản xuất từ cái sản xuất đến cái thu hoạch đến bảo vệ, tức là cả cái ngành chuyên môn để theo dõi và phát hiện sâu bệnh để có cái phương án. Thứ ba là cái ứng dụng cái khoa học kỹ thuật trong cái sản xuất để nâng cao cái năng suất và cái chất lượng. Trên vùng đất cách mạng huyện Hải Lăng, 46 năm sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nơi đây đang có rất nhiều đổi thay đáng mừng. Với niềm tin, khát vọng phát triển, Hải Lăng đang vững bước từng ngày để phấn đấu trở thành huyện trọng điểm về công nghiệp của Quảng Trị, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng khởi sắc.